Và cái được gọi là phù hợp chúng ta nên dựa trên hai thứ. Một là khả năng của con, hai là cái sở thích của bạn. Sao tôi học giỏi học nhanh mà tôi học cái chương trình nó hơi chậm, còn những bạn học chậm thì thấy là ôi sao chương trình nó nhanh quá. Cái độ khó của kho đề hoàn toàn rất là ngẫu nhiên. Các câu hỏi nó sẽ được đưa ra một cách tùy thuộc vào câu trả lời của con. Và chúng ta đều hiểu rằng là mỗi người thì đều có năng lực, có khả năng khác nhau và nhu cầu học tập của mỗi người thì cũng khác nhau. Vậy thì thưa bà, Như Hoa, xu hướng học tập cá nhân hóa và thích ứng sẽ mang lại hiệu quả như thế nào đối với người học? Và liệu đây có phải là xu hướng tất yếu của giáo dục 5.0 không ạ? Thực ra đây là một xu hướng rất là thú vị. Chắc là tôi sẽ chia sẻ một cái ví dụ cụ thể. Khi chúng tôi ứng dụng trong trường Ivy Global School thì các cái vị phụ huynh sẽ dễ hiểu hơn. Mình sẽ lấy một ví dụ là bài kiểm tra đầu vào. Ví dụ như một bạn học sinh đang học lớp 7 và bạn kiểm tra đầu vào, thì cái kho đề của chúng tôi khi chạy ra nó sẽ chạy từ lớp 5 cho tới lớp 9, có là nguyên cái chương trình cấp 2. Và cái điểm thú vị ở chỗ là gì? Dựa theo câu trả lời của học sinh thì cái mức độ khó sẽ tương ứng. Ví dụ một bạn học sinh lớp 7, nhưng khi bạn có thể trả lời được câu hỏi của lớp 9 thì lúc này cái phần đó, cái phần kiến thức đó lại bạn rất tốt. Nó sẽ khác với cách cào bằng trước đây. Ngày xưa chúng ta chỉ có một kho đề chuẩn và cứ trả lời 100 câu, chúng con được 50/100 thì có con là điểm trung bình. Nhưng mà cái ứng dụng của gọi là adaptive learning có nghĩa là ở đây có hai từ khóa quan trọng nhất. Một là sự liên tục, tức là dữ liệu được track liên tục, và thứ hai là real time, là thời gian thực. Có nghĩa là chúng ta không phải là dựa trên cái kết quả của quá khứ, mình hay dùng từ là historical data, đúng không ạ? Các bạn không phải là dựa trên là bạn kiểm tra đầu vào học sinh lớp 7 cho tôi xem cái học bài lớp 6, học bài lớp 5, rồi dựa trên cái bài thi đó tôi quyết định là bạn, bởi vì lớp 6 bạn trung bình, lớp 5 bạn trung bình, trên lớp 7 chắc bạn cũng trung bình. Thì không phải như vậy ạ. Cái này là rất là rõ ràng là ngay thời điểm real time các bạn làm bài kiểm tra là chúng tôi dựa trên điểm đấy. Và thứ hai là cái độ khó của kho đề họ hoàn toàn rất là ngẫu nhiên. Các câu hỏi nó sẽ được đưa ra một cách tùy thuộc vào câu trả lời của con. Thì như vậy các phụ huynh sẽ thấy là gì? Các kết quả phản ánh thực sự khả năng của con. Và có những cái kết quả rất là thú vị. Cũng chia sẻ một trường hợp thực tế vừa diễn ra ở trường Ivy Global School tuần vừa rồi. Đây là một cậu học sinh năm nay từ lớp 6 lên lớp 7 ạ. Và khi bạn kiểm tra thì mẹ bạn thường bảo là trong lớp thì bạn nhát lắm, cho nên là bạn mẹ đang dự định là chắc con điểm vào chắc con cũng 5 điểm thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta phân tích theo mô hình tôi vừa chia sẻ thì chúng ta chia làm 3 khu vực. Một cái đó là học về từ vựng, thứ hai là nói về khả năng đọc của bạn trên các cái tác phẩm văn chương, và thứ ba là học các khả năng của bạn là đọc trên các cái dạng là thông tin khoa học. Thì rất là bất ngờ là mẹ bạn cũng bất ngờ là không ngờ là bản cái phần mà về kiến thức khoa học đó, tức là informative information đó, thì bạn lại trả lời được câu hỏi cho cả học sinh lớp 9. Chỉ có cái phần literature là cái phần mà văn chương á thì bạn lại chỉ ở cái tầm của lớp 6, tức là ngang tầm với bạn. Thì khi mà đọc kết quả như vậy thì mẹ bạn rất là bất ngờ. Và khi mà trao đổi ngược lại với phụ huynh thì cũng chia sẻ với phụ huynh là khi phụ huynh cũng cảm thấy là ồ thế thì mẹ cũng không hiểu tại sao như vậy. Thì câu chuyện của bên nhà tư vấn giáo dục chúng tôi lẫn với phụ huynh đi tiếp ra thì mới phát hiện ra là là bởi vì ở nhà bạn rất hay thích xem các cái kênh Brightsight hoặc là cái kênh mà Science Max. Thì khi các con xem những cái kênh nó liên tục thì tất cả những cái từ vựng hay là kiến thức nó đi vào trong đầu của con là kiến thức của khoa học. Cho nên khi nghe những bài đọc hay là đọc những bài đọc mà về khoa học con cảm thấy rất là thoải mái. Vì vậy điểm cái phần đó còn rất là cao. Con trả lời được các câu hỏi cho tầm của lớp 8 và lớp 9. Còn bên literature thì ở tầm ngang của con, tức là lớp 6 và lớp 5. Thế thì dựa trên kết quả này thì người mẹ sẽ nhận ra là vậy thì hãy ghi nhận khả năng của con ở thực tế, chứ không phải là đánh đồng là con là trung bình hết. Ở đây phải rất cụ thể là mình sẽ chia cái mảng nào. Và nếu như thế mạnh của con và cái sở thích của con vẫn tiếp tục đi theo hướng mà scientific, tức là theo hướng của khoa học, thì đây là lợi thế để khi mà đi vào trong trường Ivy Global School, các cô sẽ thiết kế một lộ trình để con có thể phát triển tiếp tục ở phần này. Thế thì adaptive learning có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ dựa trên phân tích dữ liệu liên tục. Từ đó chúng ta sẽ ra một cái lộ trình, hoặc là một cái đề xuất, hoặc là một cái chương trình phù hợp với người bạn ấy. Và cái được gọi là phù hợp chúng ta nên dựa trên hai thứ. Một là khả năng của con, khả năng của bạn, hay là cái sở thích của bạn. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái chương trình học, cái thiết kế học bây giờ nó hoàn toàn là được đo ni đóng giày cho người học sinh. Và cái đo ni đóng giày đó không phải là chủ quan từ phía người giáo viên hay là người tổ chức chương trình, mà dựa trên dữ liệu chúng ta có được từ bắt ứng dụng của công nghệ. Cảm ơn bà Như Hoa. Theo Cẩm Tú hiểu thì để có thể thực hiện được cá nhân hóa theo nhu cầu của người học
thì các giáo viên cũng sẽ phải thay đổi cả tốc độ giảng dạy nè, thay đổi cái sự hỗ trợ của mình dành cho các bạn học sinh và thay đổi cả mức độ phức tạp tùy theo khả năng của từng bạn khác nhau. Vậy thì thưa ông Quang Vũ, liệu là điều này có dẫn đến sự quá tải đối với các giáo viên hay không? Và công nghệ sẽ hỗ trợ các giáo viên như thế nào trong việc cá nhân hóa bài giảng của mình để có thể đáp ứng được đa dạng nhu cầu của người học ạ? Để hỗ trợ cho cái việc là cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng bạn học sinh là một điều chưa hề là dễ dàng. Tức là trong quá khứ là tôi có cái cơ hội được làm việc rất nhiều với lại các trường cũng như trung tâm đào tạo để mà cùng tìm ra cái phương thức làm sao để có thể cá nhân hóa lộ trình cho từng bạn học sinh. Và cái việc là giáo viên rất là khó khăn trong việc là điều chỉnh lại cái phương pháp giảng dạy của mình cho phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, và nó sẽ gây lên một cái áp lực rất lớn cho người giáo viên và áp lực để chúng ta có thể là gom các bạn lại thành cùng một nhóm. Và áp lực thêm cái nữa là áp lực về việc là tìm đủ cái nguồn giáo viên. Thì về sau, cái phần bùng nổ công nghệ nó đã giúp đỡ rất nhiều. Có một cái mô hình là một trong những mô hình mà khá là hay và hỗ trợ được cho cái việc cá nhân hóa lộ trình học tập, tức là mô hình về Blended Learning. Tức là ở cái con sẽ có 1 đến 2 buổi học chính với lại giáo viên, với lại giáo trình chuẩn, bài giảng chuẩn, cũng như những cái hoạt động chuẩn trong lớp. Nhưng sau đó, như chị Hoa có nói, là quá trình chúng ta lấy rất nhiều cái dữ liệu để chúng ta có thể là phân tích ra để xem các bạn trong lớp, ví dụ như là có 20 bạn, thì các bạn đang nằm trong nhóm nào từ cái khung năng lực, và khung năng lực này được xác định từ cái đầu vào. Và từ đó, khi mà các bạn học trên trường xong và về nhà, các con sẽ sử dụng cái phần mềm, ví dụ như là phần mềm quản lý học tập LMS hoặc là e-learning, để giúp cho cái việc là chúng ta sẽ lắp lại những cái khoảng trống về kiến thức, kỹ năng của các con mà lẽ ra là các con cần phải có trong cái chương trình này, hoặc là giúp cho cái việc là đẩy nhanh, gọi là mài thêm, nhọn thêm cái mũi mà các bạn đang rất là tốt trong cái chương trình, để giúp cho bạn học giỏi cũng không thấy là ô sao tôi học giỏi, tôi học nhanh mà tôi học cái chương trình nó hơi chậm, còn những bạn học chậm thì thấy là ô sao chương trình nó nhanh quá, thì giúp balance lại bằng cái phần công nghệ và giúp giảm tải được cho cái áp lực giáo viên, cái việc là thay đổi quá nhiều về cái bài giảng, về cái phương pháp giảng dạy. Ví dụ như với nền tảng công nghệ như bên phía công ty ClassIn, nó sẽ có cái phần EMS tích hợp cái khung năng lực competency và được set up từ ban đầu, tức là thiết lập từ ban đầu dựa trên cái mục tiêu của cái đầu ra lớp đấy, và nó sẽ giúp câu chuyện là tự động generate, tức là xuất ra cái lộ trình học tập cũng như là cái năng lực học tập của cả lớp và của từng bạn học sinh, để so với cái chuẩn thì bạn này đang mạnh cái gì, đang yếu cái gì. Từ đó giáo viên có thể input được những cái phần bài tập, được những cái phần kiến thức để giúp đỡ bạn này có thể là lắp lại được những cái lỗ hổng về kiến thức, hoặc là phát triển thêm về cái khung năng lực trong tương lai.